của mình về phòng bệnh viện đó thì nó hoạt động như thế nào? Có nghĩa là khi bạn con mặc quà bất kỳ lên như thế này, khi bạn con đi lại có bất nhẹ, cả nhà thì thành là khác. Cái trích nó diễn muốn thể hiện như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết hơn về trích này. Rồi chú ý nha, muốn cái biểu diễn trích ra thành công thì trước tiên các bạn phải chú ý về cách cầm bài. Thứ nhất đó, không biết một người sao nhưng mà cách riêng của mình thì mình sẽ cầm như thế này. Nếu mình nhận chỗ bên cái bên này rồi vào bình thường này. Lúc này thì các bạn sẽ gom tay bàn như thế này ha. Đầu tiên cầm bài, sau đó gom tay bàn, tạo một cái rắc, tạo một rắc bài, rắc bài, hơi thôi, rắc bài như thế này. Rồi tạo cái bài đúng không? Đặt nè. Thì tạo một cái rắc bài. Muốn chỏ muốn nhận con giữ ngút ngút giữ rắc bài này, trên xuống là chuỗi nè. Tiếp theo á, khi mà rắc xong như thế này, bây giờ tiếp theo á thì các bạn sẽ cầm ngón cái và ngón chỏ của bên tay trái này giữ hai đầu này, giữ hai đầu này rồi chuỗi nè. Cái ở giữa. Bây giờ sẽ tiếp theo là cái thuật mình sẽ chen bài nha. Các bạn hãy nghiêng bộ bài xuống khoảng lúc mà chen á, các bạn nghiêng khoảng xuống 45 độ để tạo độ dốc cho nó xuống ha. Chú ý này, nghiêng xuống này. Sau đó dùng hai ngón này, ngón út và ngón tư nhẫn sẽ lôi nhẹ tụ nó xuống, lôi nhẹ xuống. Và cái tụ mình cầm ở trên mình phải ngước lên trên, tụ mình ngước xuống dưới. Bỏ qua coi nha. Này gõ xuống nè, tụi mình kéo lên trên nè, tụi mình kéo xuống dưới nè, bấm vô lại bạn nè. Đó, nhanh nha, nhanh nè, chuối nha, cầm bài, sau đó là đầu rắc nhẹ đó. Cầm tay ở trên cùng, đưa cái vào là nghiêng khoảng 45 độ, kéo nó xuống và tụi dưới sẽ kéo lên trên, ghiêng qua kéo vô nhâm. Cái gì nhâm kia kìa, thằng làng kia đâu? Rồi chúc mọi người thành công nha trong trích này.